Konnichiwa, Hải Sam. Chào bạn Đạt. Giáo trình xem livestream là giáo trình nào vậy ạ? À? Đây là giáo trình chục cơ gen đấy nhá, chục cơ gen tai xa cự. Sen có đăng ở trên cái group 140 cộng đấy em. Đó, trước khi mà like thì trên Sen sẽ cũng đều thông báo với các bạn hết đúng không ạ? 30 ngày các bạn nhá, 30 ngày thì chúng ta cứ cố gắng là từ giờ đến lúc thi luôn, được chưa ạ? Hôm nay là Mojigoi thì buổi sau sẽ là phần bưng bô nhá. Hôm nay chúng ta sẽ có một chút bài đầu cài ở cuối cùng nhá. Hai Konnichiwa Kim Cúc ạ. À. Ừ, Nam Nam. Thuần Sang. Hisashiburi. Trước khi mà mình vào cái phần chính thì chúng ta sẽ khởi động một chút, đó là một vài cái chữ Hán, mà thực sự là chữ Hán này rất là dễ thôi, không khó nhá, ai cũng biết chữ Hán này. Nhưng mà trên đây thấy là các bạn rất là hay bị nhầm mà trường âm. Các bạn biết là một trong một cái đề TGLT ấy, thì họ rất là hay hỏi các bạn về cái cách phát âm đúng không ạ? Là cái từ đó có trường hay không? Thì các bạn sẽ nhìn cho em xem từ này nó sẽ là nằm trong trường hợp nào nhá. Đó, nào, chúng ta sẽ xem nào, A hay là B đây ạ? A, B. Nào, A, B, đúng không ạ? Bây giờ chỉ cần là có trơm hay không thôi, đúng không? Nhiều khi là chữ Hán, người ta không hỏi chữ Hán đâu, người ta hỏi chúng ta cách phát âm ý, đúng không ạ? Phát âm mà sai, rất là nhiều bạn ngày xưa, từ hồi sơ cấp sẽ hỏi các bạn từ thư viện, đúng không? Tô sô căng thì các bạn toàn cho trường âm vào thôi. Nhớ bên xe là từ tô sô căng không trường âm một chút nào cả, đúng không ạ? Vậy tương tự là cái chữ này thì sao? Chữ này chúng ta có chữ gì nhỏ? Chữ này là chữ đăng, đúng không ạ? Đăng và chữ sơn, đăng thì là leo núi trong từ noboru đúng không ạ? Noborimasu ạ. Thế nhưng mà khi ghép vào nhau thì nó sẽ có cách đọc là gì đúng không? Có cách đọc là gì? Thế đây để các bạn đang chọn phương án đầu tiên đúng không ạ? À, Tô Giang đúng rồi, Tô Giang là không có chữ âm đúng không ạ? Đúng rồi, rất là chuẩn ạ. Leo núi nhá, Tô Giang. Ê, rất tốt đúng không ạ? Ừ. Hay Konnichiwa Mai Hương. Bây giờ tiếp theo nhá. Đây là chữ gì đây? Nào, bây giờ Sensei sẽ chưa show nhá. Chưa show xem là hai cái cách đọc của nó là gì. Chúng ta sẽ thử viết trước cái này xem nào. Là cái câu số 2 này nó là cái gì nhá. Câu số 2 là chữ này chúng ta nhìn thấy rất là quen ở trong từ nào nhỉ? Trong từ học sinh đúng không? Học sinh học trò đấy. Ừ. Học sinh học trò. Thế còn chữ đằng sau thì trong từ đi bộ phải không ạ? Arukimasu. Chữ đằng trước thì trong từ xe tổ đúng không ạ? Và khi mà chúng ta ghép vào thì mình sẽ đọc là gì nhá? Các bạn ơi, Ebi. Ừ. Nào. Chô, mình đã sẵn a được cả này cả. Và karimasu cả. Chô, hay là chô. Chữ tô của mình có trơm hay không các bạn ơi? Các bạn có biết cái chữ đó là chữ sinh đồ chứ nhở? À, chữ xe gì nhở? Xe tổ, không trơm các bạn nhá. Học trò đấy, xe tổ, tụ nhớ chưa? Vậy đương nhiên không có trơm thì khi mà nó ghép với chữ Hán khác thì bất kỳ nào đó thì nó sẽ đều đọc chỉ đọc là tụ thôi. Được chưa? Vậy nên câu này sẽ là gì? Là E, đúng rồi. Đó, tô hộ thì nó là đi bộ nhá, từ này bằng con từ arukimasu và nó rất là hay xuất hiện trong cái bài đọc tìm kiếm thông tin. Được chưa? Người ta rất hay, người ta không nói từ aruku đâu mà người ta lại dùng từ tô hộ này. Được chưa? Rồi, tiếp theo đó là chữ gì đây? Chữ này thì khá là quen thuộc đúng không ạ? Nhưng mà trên đây thì các bạn rất là hay. Nói chung ấy, thực sự là nó hơi hơi thôi, có một vài bạn thôi trên đây trong cái quá trình trên dạy trên đây các bạn học sinh rất là hay bị nhầm với một cái chữ nữa. Với một chữ nữa. Đó. Thực như nhưng mà vấn đề ấy là nếu như câu này sẽ chỉ cho các bạn để chúng ta chú ý thôi chứ còn chắc chắn chúng ta sẽ đọc chọn đáp án rồi, bởi vì là sẽ thừa dự và thực sự ra ngoài mà đó đúng không? Tuy nhiên ấy thì các bạn sẽ chú ý trên xe nhá, là từ này nếu mà từ này mà thừa sự ra ngoài đúng không ạ? Thừa sự ra ngoài thì sao? Chắc không ai đọc là hữu dư sự đúng không ạ? Rồi đúng rồi, chính là yêu đương sự đúng không? Yêu đương sự thì đây chính là chữ gì nhỉ? Chữ hứa. Nhưng mà chữ hứa ấy thì nó sẽ nghĩa là gì? Là có hai nghĩa, một là tha thứ, hai là cho phép các bạn nhé. Đấy, một là tha thứ, hai là cho phép. Thế nhưng mà các bạn sẽ nhớ từ yêu dư lự giúp em xe nhá. Yêu dư lự. Từ này hay gặp trong bài đọc lắm. Đúng không? Đấy, yêu dư lự nó rất là gì nhì nhằng đúng không? Chữ của nó rất là dài đúng không? Rất là phức tạp. Đó chính là gì nó nhường chỗ hay là nhượng lại gì đó đúng không ạ? Đó, đây chính là yêu dư lự nhá. Ok, yêu đương sự nha các bạn nhá. Yông băng nào. Yông băng chúng ta vừa gặp cái chữ đằng sau là chữ bộ luôn đúng không? Vừa gặp chữ bộ nhỉ? Ừ. Các bạn nhớ vừa nãy mình gặp chữ bộ trong từ gì không? Trong từ đi bộ đấy. Thế thì nếu bạn đi bộ ấy, đi bộ thì vừa mình nói là tô hộ đúng không? Đó, lúc này mình sẽ đọc đây là đọc hộ đúng không? Không không có cái dấu gì nào ba được ở bên trên. Thế nhưng mà thì nó lại có một cách đọc khác nữa cơ, đúng không? Khi mà nó ghép một chữ Hán trước ở đây này, trong cái trường hợp này nó lại đọc bộ, là bộ hay là pô?
bộ hay là pô. Chữ Hán phía trước là chữ tiến trong từ sư sư mự đúng không? Ừ, đây là chữ tiến, sư sư mự. Ha, cái chữ này mình sẽ là simple, ebi. Tiến bộ nhỉ, các bạn nhỉ, tiến bộ. Đó, hay. Nào mình sống. Po, po. Có tay hả? Mình sống. Thay hả? Simple, hay, Vũ Ánh Dương sang. Đúng rồi, bạn đang đưa ra phương án đó là simple đúng không? Đây có A, B, chúng ta viết cho nó, chúng ta comment cho nó dễ nhá. Đấy chưa? Đấy, cho nên thấy bạn Huệ kìa. Huệ đang đọc là bộ em nhá. Thế là Huệ ạ, Nguyễn Thị Huệ đúng không ạ? Thì em sẽ nhớ, rất nhiều bạn chúng ta thấy là chữ này là bộ đúng không? Thì mình lại đọc là gì? Là dấu gì? Tền tền là sai em nhá. Cái này là phải dấu ma đự ạ. Đây này, sẽ nên viết dấu ma đự tròn to như thế cơ mà. Nhá, các bạn đọc là bộ không đấy? Đó, nhớ chưa? Ma đự nhá. Câu này sẽ là gì? Là E. Xíu. Hay. Chachi kimasho. Cô bằng. Chúng ta vừa gặp cái chữ đăng này xong trong từ leo núi, đúng không ạ? Leo núi đó là... Leo núi là gì nhỉ? Các bạn nào nhớ không? Chúng ta cộng thêm chữ gì? Chữ sơn đằng sau đó là tố. Hay. Thổ giàn. Thổ giàn. Này, đúng không? Thổ giàn. Thế thì bây giờ chúng ta ghép với chữ trường thì sao? Thì nó có trường hay không ạ? Tô hay là tù đây? Các bạn ơi, ở đây chúng ta nhớ trên xe là vừa rồi mình gặp một cái chữ là chữ leo núi đọc là tô không trường âm đúng không? Thế nếu mà khi nó ghép với chữ đăng thì nó có trường hay không nhỉ? Tô hay là tù? Ừ. Thế đang chờ phương án của các bạn đây. Đây chúng ta sẽ có A hay là B nào. Nào, Minasan. E, Tobi, Dochira? Dochira de shou ka? E là bi ạ? Thô cho hay là tồ cho? Ừ. Nào các bạn ơi, chữ này của chúng ta ấy, nó sẽ là gì nhở? Khi mà các bạn gì nhở? Bước lên sân khấu đúng không? Đấy, ca sĩ bước lên sân khấu này. Hay là chúng ta đăng một sản phẩm nào đó ra thị trường đúng không? Cái gì đó xuất ra thị trường thì chúng ta đều dùng chữ này đó là chữ gì nhở? Chữ đăng trường đúng không? Nhưng mà vấn đề là khi chúng ta ghép vào thì từ này sẽ đọc là tô gì? Thô dô, có trường âm các bạn nhá. Có trường âm, vậy là chúng ta nếu mà thế thì chúng ta sẽ suy ra là gì? Là một chữ Hán không phải chỉ có một cách đọc mà nó sẽ có gì nhỏ? Có không không chỉ có một cách mà nó sẽ có thể có 2 đến 3 cách đọc âm onomi cơ. Vậy lúc này các bạn sẽ phải cố gắng lên xe là trong quá trình học từ vựng, học chữ Hán ý, thì mình không chỉ học mỗi chữ Hán, mình sẽ phải học các phát âm luôn nhá. Được chưa? Đa số là trong bài thi chữ Hán đều hỏi các bạn về mặt trường âm thôi. Nhớ chưa? Vậy cô này là thô dô nhá. Ừ. Tô dô có trường âm ạ, chứ còn tô giang thì không có nhá. Ừ, rồi có mặt đúng không ạ? Tiếp theo đó là từ chữ cảnh và chữ sắc. Thì cái này thì sẽ thấy các bạn học sinh mà khi mà mới học hết N4 ý, đó là các bạn mới nói chung là bắt đầu khởi đầu N3, chúng ta hay rất là hay bị nhầm vào mặt trường âm của cái chữ cảnh sắc này. Đó, đọc kiểu kiểu quen mồm ấy không ạ? Quen miệng ấy. Đó, không biết là kê của mình có trơm hay không. Ừ. Keshiki hay là keshiki đúng không ạ? Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chữ cảnh sắc thì chắc chắn là ở đây có rất là nhiều bạn quen thuộc đúng không ạ? Cho nên thấy rất là toàn những gương mặt quen thuộc thôi. Cảnh sắc thì chắc chắn là gì rồi? Đúng rồi, đó là keshiki không trường âm các bạn nhá. Còn nếu mà chúng ta chọn chữ keshiki thì nó là chữ hình rồi. Nếu mà trường âm thì nó chính là chữ hình thức rồi. Đúng không? Đó, thì đây này. Keshiki này, hình thức. Còn nếu không trường âm thì nó sẽ là cảnh sắc, phong cảnh. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang phần chính ngày hôm nay, đó là phần bưng pô nhá. Phần ngữ pháp mình sẽ có 23 câu. Sau đó các bạn sẽ cố gắng là xem đến hết slide này thì đến hai bài cuối. Senen sẽ cho chúng ta thêm bài đọc nhá. Hôm trước có bạn nói là Senen like bài đọc nữa đi đúng không? Nào, bài ngữ pháp hôm nay chúng ta sẽ xem là nó cái mức độ đối với mình như thế nào các bạn nhá. Dễ hay là khó đây? Ở đây cho nên thấy rất nhiều bạn đã học qua N3 đang xem live đấy đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thử xem là ôn tập xem là mình làm bài này, cái bài này mình cảm thấy là gì nhở? Mình đã đủ tự tin để đi thi N3 chưa? Chúng ta sẽ quay về câu số 1 duyên xe nhá. Các bạn ơi, chúng ta sẽ comment duyên xe là đáp án của mình là gì và sẽ nhớ hơn và chúng ta sẽ nhớ kỹ hơn rất là nhiều nếu như mà các bạn có thể thì đưa ra cho duyên xe một cái cụm tại sao chúng ta chọn đáp án đó không ạ? Đấy chưa? Các bạn nhìn ra đây cái ngữ pháp ở đây chúng ta có đi về bốn từ imaka, imate, imanimo và ima omo. Rồi đọc lên đã biết là loại được phương án nào rồi đúng không ạ? Đó, kuroi kumo ga dete te nai nani ame ga furi so desu. Đây chúng ta có ngữ pháp động từ bỏ mát sự cộng với so đúng không ạ? Ừ. Động từ bỏ mát sự cộng với so thì đó chính là trông có vẻ sắp gì đó đúng không? Đấy, trông có vẻ chúng ta phán đoán bằng mắt bằng thị giác đấy ạ. Nhìn đằng sau mây đen kéo tới trông trời có vẻ như trời sắp mưa ấy thì đó chính là imanimo
nani so desu. Đây là một cụm rồi các bạn ạ. À. Chúng ta nhớ kiểu như là moshi thì đi với tara, ikura đi với temo, đúng không? Hay là moshikashitara đi với kamoshirenai thì tương tự là imanimo sẽ đi với so trong ngữ pháp động từ mở mắt sự để chúng ta phán đoán. Nói chung là một cụm mặc định với nhau rồi, chúng ta không tách rời ra được nhá. Nếu như sau này các bạn có gặp một trường hợp mà tìm cách sử dụng của từ imanimo thì các bạn cứ nhìn trên xe đứng sau nó có động từ mở mắt sự cộng với so đó là đáp án nhá. Đó chính là có thể mưa bất cứ lúc nào đấy, imanimo. Câu số 1 là 3, đúng rồi. Bạn Huệ này, bạn Tiến, Jenny, bác Hải, Mỹ Duyên, Hiếu Hoàng, vân vân, đó là sang băng đúng không? Bây giờ mình sẽ chuyển sang câu số 2. Ok, nara dewa, nanka, nishiro và cô sổ. Niku ga kirai nara sakana nani wa do? Đưa ra gợi ý đúng không ạ? Hỏi, đưa ra gợi ý. Có nghĩa là khi mà chúng ta đề nghị do desu có thì chắc chắn là chỉ có thể là nanka thôi đúng không ạ? Nanka hay là nado, chúng ta có hai cái bằng nhau khi chúng ta đưa ra một ví dụ liệt kê chẳng hạn như là gì đó. Nếu mà bạn ghép thì ăn thử cá đi. Ví dụ thử cá đi xem thế nào, đúng không? Đưa ra một cái ví dụ liệt kê cho các bạn ý nhá. Một cái gọi là chúng ta có nado mà đúng không ạ? Nado liệt kê nhá. Đúng rồi. Ok, rồi rất nhiều bạn chọn phương án số 2 của câu số 2 rồi, rất là đúng đúng không? Bây giờ mình sẽ chuyển sang câu số 3 nhá. Câu số 3 đó là gì nhá? Watashi wa Hayashi-san ni au nainani suteki na hito da to omoimasu. Nào, au này, đúng không ạ? Da to omoimasu. Dake ni, tabi ni, bakari ni và tokoro ni. Bốn cái ngữ pháp ở đây đều đi mình ý đúng không? Thì chắc là mình sẽ loại được cái phương án nào nhỉ? Cho nên thế là đa số các bạn chỉ chọn mỗi đáp án thôi chứ không ai dịch cho em xem nghĩa à, đúng không? Dịch nghĩa ngữ pháp cho em xem nào. Ta bị ní chắc là ngữ pháp chúng ta quen thuộc nhất nhở. Ta bị ní là cứ mỗi lần A thì lại B, không đi với điều hiển nhiên các bạn nhé. Ok, thế còn câu 1 à, đa kê ní đó chính là chính vì các bạn nhé, chính vì khi chúng ta nhấn mạnh ấy, chính vì A nên đương nhiên là B nhá. Chính vì là A nên đương nhiên là B, đứng sau nó sẽ một điều đương nhiên. Ví dụ như là chính vì là bạn ở Nhật 5 năm nên bạn mới phát âm giỏi như thế chứ, đúng không ạ? Nihon ni gonen kanmo sunde tadake ni hatsuon wa kirei da yo ne, đúng không? Thế còn tha bakari đúng không? Bakari chúng ta hay biết đến là VT bakari là toàn là. V tạ bakari là vừa mới xong. Còn bakari ni đó chính là gì nhỉ? Chỉ vì. Nhưng mà cái này chúng ta sẽ nhớ gen C là đứng sau của nó sẽ là một kết quả tiêu cực nhá, là một kết quả tiêu cực. Chỉ vì A mà gì nhỉ? Mà dẫn đến một kết quả xấu. Một thể hiện một cái tâm trạng kiểu bất mãn và hối tiếc ấy, giống như kiểu là chỉ vì sao nhỉ? Chỉ vì tàu đến muộn mà gì nhỉ? Mà em không tham gia được phỏng vấn chẳng hạn. Đúng không? Đó. Densha ga okureta bakari ni mensetsu ukerare nakatta. Đúng không ạ? Hay là tokoro ni, thực ra là tokoro ni hay là tokoro tokoro de thì nó đều giống nhau hết đúng không ạ? Là đúng lúc A thì B và cái vế B xảy ra một điều nó là ngăn cản vế đằng trước xảy ra. Đấy chưa? Đó, các bạn nhớ học cái ngữ pháp tokoro không? Veru tokoro là đúng là sắp sửa, vete ru tokoro là đang, còn ve tạ tokoro là vừa mới xong, đúng không? Vậy đương nhiên từ đó sẽ nên giải thích rất là dài rồi, chốt lại đó chính là đáp án số 2. Nha các bạn nhé, câu 3 là số 2 nhá. Cứ mỗi lần gặp Hayashi là tôi thấy là đấy là một người rất là tuyệt vời đúng không ạ? Sticky. Câu số 4 này, Hiruko Hằng, thả ve tạ, vừa nói xong ngữ pháp gì? Ve tạ đúng không ạ? À, ở đây là ngữ pháp ato đúng không? Oishii koyu nomimasu. Chúng ta có từ ato shika. Nếu mà shika đứng sau nó phải là nai cơ. Nên là sẽ loại một này. Thà b ato ấy tụ nghe nghe lạ quá ha. Hên quá nhở. Ato và ato đế đúng không? Câu này là câu cho điểm nhá. Sau khi mà ăn trưa xong thì tôi uống cà phê ngon. Các bạn thấy là thông thường đúng là một bài thi GPT nó sẽ có câu này câu kia. Nó sẽ có câu dễ câu khó. Có câu của mức độ N4. Và đương nhiên cũng sẽ có câu của mức độ N2. Nó kiểu như là nó phân chia ra là mức mức trung bình và mức gì nhỉ? Những người mà chúng ta muốn đạt điểm cao từ 130 40 đổ lên thì các bạn phải làm những câu ở trình độ N2 ấy. Câu số 5 nào, chúng ta sẽ có là bakari đúng không? Ngữ pháp bakari thì chắc chắn là chúng ta không thể dùng v gì đó VVE đúng không ạ? Morai là thẻ mệnh lệnh rồi. Bây giờ còn lại là VD, VT hay là VTA bakari. Mudazukai là tiêu xài hoang phí đúng không ạ? Lương, moda ự là nhận lương.
nano ní ấy thế mà mô okane gà nai, mô đi về nai đó là không còn nữa các bạn nhé, không nữa, nghĩa là không còn đồng nào nữa luôn ấy. Nghĩa là gì với câu này chắc chắn là sẽ gì nhỏ? Đó là vừa mới nhận lương nhỉ? Một đất tà ba ca đi nan nổi nhị. Vừa mới nhận lương ấy thế mà không còn đồng nào nữa, bởi vì mình tiêu xài hoang phí quá. Mưa đà sky. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang câu số 6 nha. Watashi wa tomodachi ga dare mo inai tokoro e nanani wa iya desu. Iya. Thật là chán, đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ có trợ từ wa nhé. Nói chung là bốn câu đều là no wa rồi. Cái gì đó no wa khi cho thể sự đánh giá đúng không ạ? Cái việc gì đó là chán. Đó, cái việc gì đó là chán, giống như Sensei hay nói câu là chúng ta đánh giá thôi. Ôi dồi ôi, Sensei ăn chậm lắm, đúng không ạ? Taberu no wa osoi. Ôi người Nhật đi nhanh thật đấy, người Nhật đi bộ nhanh lắm. Aruku no wa hayai desu. Đúng không? Đấy, thế thì khi mà chúng ta muốn đánh giá một cái gì đứng sau hay là dùng giống như kiểu là gì nhở? Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm chẳng hạn đúng không? Thì mình có thể nói câu là ryori tsukuru no wa josu, đúng không? Hay là các bạn cái câu này khi mà chúng ta dùng ấy thì mình sẽ không thể dùng với lại iko được, đi với wa là chỉ có thể là futsuke thôi, nên là mình cũng sẽ loại hai luôn. Bây giờ còn là ít tại hay là ve dự thôi đúng không ạ? Chắc chắn câu này sau khi nên nói một vài câu ví dụ chúng ta sẽ biết được nó sẽ là ichiban rồi. Ve dự no wa tính từ để ve dự no wa tính từ khi nào muốn đánh giá một sự việc nào đó, nghĩa là gì nhở? Đi đến nơi mà không có bạn của mình thì thật là chán, nhớ chưa? Rất nhiều bạn đang chọn phương án là ve tại nhé. Veru no wa đằng sau là tính từ ạ. Ừ. Đánh giá một vấn đề nào đấy thôi, được chưa? Câu số 7 nào, câu số 7 chúng ta có ngữ pháp ipo ạ, ipo nhé. Ok. Ngữ pháp ipo ở đây là đứng ở cuối câu. Nếu mà chúng ta có gặp ngữ pháp ipo mà đứng ở giữa câu nhé. Đứng ở giữa câu ấy, này nani ipo. Ipo nó có thể là có đế này. Nani nani ipo de. Nani nani đó chính là đồng thời song song đúng không ạ? Đồng thời A thì cũng B, hay là A và B có hai mặt gì nhỏ, hai mặt trái ngược nhau chẳng hạn đúng không? Đấy chính là ngữ pháp ipo đứng ở giữa câu. Còn ipo mà đứng ở cuối câu thì nó sẽ đi với đó chính là càng ngày càng theo một hướng tiêu cực, càng ngày càng các bạn nhé. Vậy là đứng trước của nó chúng ta sẽ là bỏ mát sự, ve dự, ve tạ hay là vt, bỏ nhá. Loại a ba loại bốn, bây giờ chúng ta sẽ phân vân cho nên câu 1 và câu 2 nào. Câu 1 câu 2 nào. Các bạn ơi, nào đứa con trai của tôi Musco này nó không hoành gì hết, bởi vì thế nên là test nó no tensu, cái điểm trong bài thi của nó càng ngày càng trở nên gì nhở, kém đi đúng không ạ? Đó thì cái này chúng ta sẽ nhớ ngữ pháp trên xe đó là veru ippo da. Veru ippo des đứng ở cuối, cuối câu thì nó sẽ là càng ngày càng theo một hướng gì nhở, đi xuống tiêu cực. Đúng rồi, veru no wa biến động từ thành gì nhở, thành một danh từ. Đó. Để trở thành một chủ ngữ đúng không ạ? Người ta gọi là danh từ hóa động từ đấy. Ừ. Câu số 7, các bạn đang chọn phương án số 2 rất là nhiều rồi. Đúng rồi, chúng ta chuyển sang câu số 8 nhé. Hito kara karita okane wa kanarazu nainani beki da to omoimasu. Đứng trước ngữ pháp beki nào. Kaishi, kaisa, kaesu và kaeshite. Tiền mà vay từ người khác thì tôi nghĩ rằng nhất định là trả lại đúng không? Mà đứng ngữ pháp beki thì chúng ta chỉ dùng đó là veru beki desu. Veru beki da, còn nếu mà chúng ta dùng phủ định của nó sẽ là chia phủ định bên ngoài, đó là veru beki desu bạn này. Khuyên ai đó nên làm gì hay là không nên làm gì các bạn nhé. Ừ. Chà, tsuki kyuban. Minasan kyuban kono shigoto o owaraseta nani nani tsugi no shigoto hajime yo. Bốn câu phương án đều có từ ue, e, de, vào người kara minasan kotae wa nama desu ka? Cha do you mean? Owarase đó là gì ạ? Kết thúc công việc đúng không? Làm xong công việc này thì bắt đầu công việc tiếp theo đúng không? Làm xong công việc này thì bắt đầu công việc tiếp theo. Câu số 9 nào, câu số 9 là gì đây ạ? Kêu băng nào các bạn ơi, câu số 9 nhá. Chắc là không ai chọn ue wa ố đâu đúng không? Nghe hên nhá. Ế có vẻ cũng hên nhỉ các bạn nhỉ? Đúng là nếu mà theo về cái mặt tâm lý của các bạn ý, nếu mà để chọn đáp án thì sẽ nên nghĩ là các bạn cũng sẽ chọn là ưa đế thôi. Thế nhưng mà sẽ nên rất là muốn hỏi các bạn mà đang chọn phương án số 2 ý, chúng ta có thể giải thích cho nên xem là ưa đế là cái gì không ạ? Các bạn có giải thích cho nên xem ưa đế trong cái trường hợp này nó là cái gì ạ? Ngữ pháp ưa đế na, nani nani ưa đế nó sẽ bằng ngữ pháp đó là vt kara. Sẽ bằng ngữ pháp vt kara. Vậy vt kara là gì các bạn nhỉ?
là gì nhở? Ngày chúng ta học từ sơ cấp rồi đúng không? Là sau khi A thì B thôi đúng không ạ? Sau khi các bạn nhớ, nhớ cho nên ue đét. Còn ue ni thì lại là gì nhở? Hơn nữa rồi. Ue ni thì nó là ma tạ sa ni. Còn ue đét thì là sau khi mà hoàn thành công việc này thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu công việc khác nhá. Ừ. Rồi. Hãy soi snack. Futsuke cầm ue đét. Wakaru minasan, chiêu bằng. Khác nhân chúng ta có khách hàng này. Korea wa cho tôi hỏi là đây là cái bộ trang phục là đến từ nước nào? Kono fuku wa, cái bộ quần áo này thì France no mono te. Đây là bộ quần áo của gì nhỏ? Của Pháp ạ, đúng không? Thì đây chúng ta gọi là đế gì? Deorimasu. Deimasu. Derashaimasu và degozaimasu. Nếu như chúng ta biết được đây là một cái dạng gọi là gì nhỏ? Te ne go. Lịch sự đúng không? Kính ngữ trong tiếng Nhật chúng ta sẽ có 3 loại. Thứ nhất là Sonke là tôn kính, Kenjo-go là khiêm nhường ngữ và Tene-go là từ lịch sự. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây có một cái dạng lịch sự của đề sự. Bình thường chúng ta chỉ cần nói là France no mono desu, thế thôi. Nhưng bởi vì là chúng ta đang muốn thể hiện sự lịch sự đúng không ạ? Mà muốn lịch sự thì nó sẽ là degozaimasu. Degozaimasu các bạn nhé, là lịch sự của đề sự thôi. Degozaimasu desu đúng không ạ? Lịch sự thôi. Ok. Rồi, câu số 11 nào. Tanaka-san ga wakai koro Amerika ni sunde tato nai nani ga hontou desu ka? Có thật không ạ? Okiki. Đây là một câu hỏi về kính ngữ đây này đúng không ạ? Okiki ni naru. Ukagawaremashita và ukagaimashita. Ok, rồi. Các bạn ơi, chắc chắn là một bài thi ngữ pháp thì kiểu gì cũng có ít nhất một câu hỏi về kính ngữ các bạn nhé. Chúng ta phải học chắc nên về tôn kính khiêm nhường nhé. Ừ. Bây giờ thì hỏi các bạn là cái chỗ này là bốn câu đều dùng từ nghe đúng không ạ? Ý là nghe thấy được là gì nhỉ? Tanaka có sống ở Mỹ cái hồi còn trẻ có thật không ạ? Thế thì ai nghe? Ai nghe ạ? Tôi nghe đúng không ạ? Bản thân mình nghe thì mình phải khiêm nhường. Nếu mà tôi nghe thì là hành động của bản thân mình sẽ phải khiêm nhường. Mà khiêm nhường thì mình sẽ loại hai, bởi vì ô và ní na đự là tôn kính ngữ rồi đúng không ạ? Tiếp theo động từ chia sang dạng qua đây giống bị động thì nó cũng là dạng tôn kính ngữ đúng không các bạn nhớ không? Động từ chia giống bị động là một thể tôn kính. Câu 2 và câu 3 đều là tôn kính ngữ loại luôn. Câu số 1 thì chúng ta có thêm ô mà động từ được giữ nguyên là sai rồi. Nếu mà các bạn có dạng là ô sư tử thì có nghe được đúng không ạ? Đấy, câu này cũng bị hên luôn. Về còn lại đó chính là ukagaimasu, dạng là dạng khiêm nhường ngữ đặc biệt của từ kikimasu. Nha các bạn nhớ nhá, ukagaimasu đó là khiêm nhường ngữ đặc biệt của từ kikimasu đấy ạ. Thế nên thế là có bạn đang chọn phương án số 2 này, ví dụ Ken Bùi đang chọn phương án số 2 này. Trung Chảnh ơi, bạn Huệ ơi, các bạn comment cho em xem cả cái số thứ tự nhá. Biết có mỗi 24 làm sao xem biết được các bạn chọn là câu số mấy đây. Đấy, có bạn Mộng Nghi cũng chọn phương án số 2 này, đúng không? Bạn Bùi Văn Tâm cũng chọn phương án số 2 phải không ạ? Nghe mà đúng không? Nghe thì phải tôi nghe đúng không? Tôi nghe thì phải khiêm nhường nhá. Các bạn chọn 2 thì là tôn kính mất rồi. Mình sẽ chuyển sang câu 12 đi ạ. À, ok, chúng ta có từ sekkaku đúng không ạ? Toku made nanani kanojo ni aenakatta. Sekkaku đó là mất công tốn sức đúng không ạ? Đến tận đi tận đến xa xôi để gặp, đứng sau mà không thể gặp. Đó. Thế thì chắc chắn là mình sẽ phải dùng nó là gì nhở? dịch thế là ra hết được còn gì phải không? Đấy rồi. Đó, các bạn thấy là cái sekkaku thì nó chỉ đi về hai thôi, đi có hai cái đuôi ấy, đó là một là kara, hai là noni. Chúng ta nên biết một cái này rất là dễ để khi chúng ta chọn đáp án nhá. Vì mất công làm gì hay là mất công làm gì ấy thế mà, nên là các bạn sẽ loại loại yông băng nhá. Một là kara này, nô đế thì cũng bằng kara thôi đúng không? Noni là ấy thế mà, xem về mặt nghĩa thì chắc chắn câu này sẽ chỉ có thể là ba thôi, đã mất công đến gặp ấy thế mà lại không gặp được nhá. Rồi sekkaku này nani noni. Chà chiêu sa mông. Inshun te no shite shiko oko shite shimai. Kore kara wa keshite nai nani to chikata. Chikau nhỉ? Chikau là thề thót đấy. Tôi thề là từ nay tôi không uống rượu nữa kiểu thế. Bởi vì là sau khi tôi xảy ra một cái gì gây ra một cái vụ tai nạn, sau khi mà mình gì nhỏ, mình lái xe mà mình uống rượu say á, đó. Nên là bây giờ bắt đầu từ ngày hôm nay tôi thề. Đấy, tôi đã thề là từ ngày hôm nay tôi sẽ tuyệt đối nhất quyết là tôi sẽ không uống rượu. Vậy nên là không uống rượu thì chắc là mình sẽ lại câu 3, bởi vì cái từ đây là một dạng khẳng định này, là có uống rồi còn gì, thi thoảng tôi vẫn uống.
Tiếp theo đó là đà đồ là phán đoán, thì không ai đi thề lại đi phán đoán cả. Đó, đúng không? Tiếp theo là ố nomenai hay là wa nomenai. Các bạn thấy là nomenai là thể khả năng đúng không? Mà thể khả năng thì không ai đi với ố cả. Thể khả năng chỉ đi với gá thôi. Mà khi nó thề, thề thì nó phải gì nhở? Nó phải thể hiện sự gì nhở? Quyết tâm. Mà quyết tâm thì động từ của chúng ta phải, nó phải là một động từ gốc. Đó là động từ bình thường, không chia ra khả năng. Khả năng là động từ không có ý chí mà, đúng không? Nên vậy chốt lại câu này sẽ là Ichiban nhá. Sake wa nomanai. Các bạn nhớ nhá, kechite đi với nai nhá. Kechite đi với nai, đó là tuyệt đối nhất quyết sẽ không làm gì. Mình sẽ chuyển sang bàn bài sao các bạn nhá. Nào, ở đây có bạn nào mà chúng ta sợ bài hái sao không? Bây giờ mình sẽ chuyển sang câu số 14 nhá. Ở đây chúng ta sẽ có hội thoại giữa hai người nói chuyện với nhau này. Chị bạn, Asta, gozen juichiji ni ekimae de aimashou. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn nhau vào buổi sáng ngày mai, gặp nhau trước nhà ga lúc 11 giờ nhá. Gozen chiu wa yo ga aru. Yo ga aru sẽ là yoji thôi, bởi vì tôi có việc bận vào buổi sáng. Đó. Thế thì chắc là ý là chuyển sang buổi chiều. Thế thì chúng ta nhìn thấy là khi mà các bạn làm một cái bài sao ấy thì Senen sẽ có một cái cách làm rất là dễ, đó là chúng ta sẽ nhìn ra những cụm mà mặc định cạnh nhau là gì. Ví dụ nhá, ở đây chúng ta có chắc chắn là shite thì kiểu gì cũng phải cộng với gì, itadakimasen ka, đúng không? Bởi vì là vt mà, đó, đứng trước những cái động từ cho nhận luôn luôn là vt. Tiếp theo đó là gogo ni, ni thì chắc chắn là phải cộng với sư lự rồi, mà cộng với sư lự chắc chắn phải là ba rồi, thấy không? Đó, vậy là chúng ta sẽ có gì, 2 3 1. Tiếp theo các bạn thấy là đứng ở cuối câu dấu chấm này thì chắc chắn chỉ có thể là itadakimasen ka, vậy chắc chắn là 2 3 1 đứng ở cuối cùng. Có đúng như vậy không? Bây giờ chúng ta thấy là đứng cuối câu ở trong này, 4 câu này chỉ có thể là phương án 1 đứng cuối, nó không thể là machiawase wa đứng ở cuối câu cả. Vậy còn lại 4 nó sẽ đứng ở đâu? Đứng ở đầu tiên. Đó, vậy nó sẽ chốt này. Đó là machiawase wa gogo ni shite itadakimasen ka. À gì nhở? Anh có thể gì nhở? Chọn chuyển sang buổi chiều được không? VT itadakimasen ka là nhờ vả đấy ạ. Machiawase đó là cuộc gặp gỡ nhá. Cuộc gặp gỡ. Vậy đáp án câu này của mình sẽ là xong bằng 4 2 3 1 ạ. Đúng rồi. Câu số 15 nào. Heya ni hairi. Bước vào phòng. Me no mae no okina nani nani hirogatte ta. Ok, 4 phương án ở đây chúng ta sẽ có tự mình á. Madu, kagayaku và akeru to. Rồi mình sẽ nhìn này, nhìn cho anh xem nhá. Nếu mà na, na đứng sau nó phải là một danh từ. Đúng chưa? Tiếp theo nếu mà madu o thì đứng sau nó phải là một động từ. Thành không? Rồi. Vậy là chắc chắn là chúng ta sẽ có 2 sẽ phải cộng với 4. Bởi vì là ma độ ố chắc là akeru rồi đúng không? Mở cửa sổ. Vậy chúng ta sẽ đoán cho xem là okina gì đó. Rồi hirogaru, hirogaru đó là mở rộng đúng không ạ? Mở rộng trước mắt mình. Thì cái gì mở rộng thì chắc là biển nó mở rộng đúng không? Vậy chắc chắn là một đứng đây rồi. Nào bây giờ sẽ gợi ý như thế thôi để xem các bạn chọn phương án là gì đã nhá. Các bạn ơi cho nên cái số thứ tự đi. Bạn Huyền Trang ơi, 4231 ở câu 14 này em. Câu 15 đâu? Bạn Trung Chảnh đang chọn 2431. 2431. Ok, ở đâu rồi? Rồi, bây giờ mình sẽ có đây, chắc là okina gì nhở? Matu u akeru to. Đúng không? Bây giờ 1 đây rồi, chắc là 3 rồi phải không ạ? Vậy con này nó sẽ có từ gì đây? Kagayaku nhá. Kagayaku kiểu như nào nó rất thể hiện kira kira ấy. Kira kira là cái lớp lánh sáng chói rất là đẹp luôn ấy. Bước vào phòng, mở cửa gì nhỉ? Một cửa sổ to ở trước mắt. Đúng không ạ? Thì có một cái phong cảnh gì nhỉ? Biển rất là đẹp, nó mở rộng ở ngay trước mắt mình nhá các bạn nhá. Được chưa? Đó, đó chính là gì đấy? Kagayaku umi ga hirogatteru. Hirogatteta. Chúng ta có ngữ pháp để cho nên ngữ pháp đó là ve dự tố nhé. Ve dự tố nani nani ve tạ này, đó là sau khi làm a thì b xảy ra một cách rất là gì nhỉ, bất ngờ. Đó, đứng sau nó sẽ là một động từ không có ý chí nhá, thấy chưa? Ve dự tố đứng sau là ve tạ. Các bạn thường chỉ biết là ve dự tố là điều hiển nhiên đúng không, mà nó sẽ chỉ đi với hiện tại và tương lai đúng không? Nhưng mà ve dự tố nó có một nghĩa nữa nhé, là sau khi làm a thì b xảy ra một cái điều đó rất là bất ngờ, làm cho mình kiểu bất ngờ ấy, mình không có dự trước được, nó gọi là igai đấy ạ. Đấy nhớ. Rồi. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang câu số 16 nhá. Câu số 16 nào. Anata ga nani nani tasukaru no desu ga, no desu ga, un desu ga này. No desu ga sẽ bằng với un desu ga nhá. Các bạn có nhìn thấy ở đây chúng ta có trợ từ ố không?
Nếu mà ố thì chắc chắn là 4 sẽ phải cộng với mấy nhỉ? 4 động từ phía sau đúng không? Đó, ố thì phải động từ nên là chỉ có duy nhất một động từ thôi, đó chính là câu số 3. Chắc chắn là 4 cộng với 3 rồi. Tiếp theo là cư đê đê bà. Thì đứng trước của nó phải là VT không? VT cư đê mà. Vậy đó sẽ phải là 3 cộng với gì nhỉ? 3 cộng với 1. Đấy, chắc chắn là 4, 3, 1 rồi. Còn từ tai hên nó sẽ đứng ở đâu? Đấy, 4, 3, 1 tai hên đứng đầu hay tai hên đứng ở cuối? Đúng không ạ? Đấy, vậy chúng ta sẽ suy ra đáp án chưa? Đó là gì nhở? Konoshigoto hikikete kureba taihen tasukaru no desu ga. Nếu như mà bạn, chúng ta còn nhớ cả một cụm cho anh xem là shigoto hikikeru là đồng ý nhá. Đồng ý chấp nhận một công việc đấy ấy. Từ này chỉ đi với công việc thôi ạ. Nếu như mà bạn gì nhở, bạn đồng ý làm công việc này, bạn chấp nhận làm công việc này thì đúng không sao nhở? Tôi sẽ thực sự là tôi cảm thấy là mình được gì nhở, giúp đỡ. Tóm lại tôi cảm ơn bạn rất là nhiều luôn ấy. Tasukarimasu, phải không ạ? Arigato gozaimasu đấy. Ừ. 4, 3, 1, 2 nhá. Đấy là câu số 16 á. Đâu rồi ạ? À? Hay rồi, ok. Bây giờ mình sẽ chuyển sang câu số 17 nhá. Câu 17 là gì đây? Totemo onaka ga suite tanode. Bởi vì rất là đói đúng không? Nên là Chiumasa ryori o tabe nainani. Chiki no ryori chiumasa. Owatta ka? Owaranai ka? Uchi ni no. Ở đây có một ngữ pháp đấy các bạn nào, có một ngữ pháp rất là hay. Ngữ pháp này biết các bạn chúng ta còn nhớ ngữ câu biết ngữ pháp Uchi-ni nhá. Uchi-ni chúng ta có một cái ngữ pháp gọi là tranh thủ đúng không ạ? Tranh thủ nhân cơ hội gì đó thì làm đi, không thì hết cơ hội không được làm nữa. Có đúng không? Có nghĩa là trong khi, trong khi thì ở đây nó sẽ là ngữ pháp gì nhỉ? Đó, đây là ngữ pháp gì đây ạ? Đó chính là nani nani ka. Nani nani nai, động từ các bạn nhé. Nai ka, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ có hai cái ka, đứng trước là khẳng định, đứng sau là nai ka. Rồi tiếp theo là mình sẽ cộng với no uchi ni. No uchi ni là phải là một cụm rồi các bạn nhá. Vậy chắc chắn là 4 và 3 đứng cạnh nhau rồi. 4 cộng với 3 đứng cạnh nhau. Đấy chưa? Bây giờ mình sẽ có là cái khẳng định trước rồi phủ định sau. Vậy câu này sẽ là gì nhở? 1, 2, 4, 3. Vậy chúng ta suy ra ngữ pháp này nhá. Ka nai nani nai ka no uchi ni là trong khi gì nhở? A. Trong khi chúng ta sẽ có là gì nhở? Đây là gì cả câu nhá. Bởi vì là tôi đói. Thế nên là gì nhở? Trong khi mà ăn xong hay là chưa ăn xong cái đồ mà gì nhở? Mới order, tôi đã order món tiếp theo. Vậy cái ngữ pháp này đó là gì nhở? Việc này chưa xong, việc này chưa qua thì việc khác đã xảy ra. Nhá, việc này chưa xong thì việc khác đã xảy ra. Có nghĩa là mình chưa ăn xong cái đồ mà mình mới gì nhở, mới gọi ấy, mà mình đã gì nhở, gọi món tiếp theo rồi. Đấy chính là ngữ pháp này. 1 2 4 3. Vừa mới đúng không ạ? Hãy rồi snack. Đấy, nghĩa là A chưa xong đúng không ạ? Vẫn đang dở dang thế nhưng mà gì nhở, ngay lập tức đã làm cái B rồi nhá các bạn nhá. Đó, ka nai ka no chỉ nhị. Hey, 18番, câu số 18 này. Watashi no jinsei ni nainani musume ga umareta hi desu. Hi da đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ có ngữ pháp này. Ni gì đó. Okeru hito wa imamade de và saiko no. Đứng sau no thì nó phải là một danh từ các bạn nhé. Imamade đó là đến bây giờ. Hito wa. Cái, đây là chúng ta định nghĩa đấy các bạn ạ. Định nghĩa. Tố hoa là định nghĩa. Chắc chắn là ní thì phải là ok được rồi. Chúng ta có ngữ pháp là ní oite không? Ní oite và ní ok được là khi chúng ta nhấn mạnh cái danh từ chỉ địa điểm hay là một thời gian cụ thể phía trước, tại hay là trong gì đó đúng không? Vậy đó là trong cuộc đời của tôi, trong đời tôi thì cái ngày gì gì đó đúng không ạ? Đấy. Nào, thế xem các bạn chọn hàng câu 18 là gì nữa nhá. Câu 18 là gì đây? Trong cuộc đời của tôi thì cho đến nay đúng không ạ? Imamade cho đến nay. Cái ngày mà gì nhỉ? Psycho nhất đó chính là Saiko no hito wa musume ga umareta. Cái ngày mà tuyệt vời nhất đối với tôi ấy, đúng không ạ? Ngày đẹp nhất đối với tôi đó là ngày con gái tôi được sinh ra. 1 3 4 2 nhá. À bạn Trung Chảnh đã chọn phương án là 1 2 4 3. không hiểu sao mà cái comment của các bạn nó hiện rất là lâu nhé. Không biết có phải do điện thoại của CC đồng vấn đề không. Chữa xong rồi thì mình đi về comment của các bạn.
Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần bài đục lỗ các bạn nhá. Bài này là bài nó khá là dài, nó như kiểu một đoạn văn ấy. Thế nhưng mà Sene sẽ cắt ra bởi vì là các bạn không cần thiết phải nhìn cả đoạn đúng không? Không cần thiết nhìn hết cả bài đâu. Sene cắt ra thôi. Dựa vào câu 19 ở đây thì mình sẽ chỉ đọc hết đến cái dấu chấm này thôi là đủ nhá. Bài này là bài gì đây ạ? Kami no techo đúng không ạ? Nói chung là sổ tay bằng giấy, sổ tay bằng giấy. Nào các bạn sẽ có câu này là gì đây? Câu 19 nhá. Câu 19 là các bạn chọn phương án là gì ạ? Joni natte đúng không ạ? Joni naru. Sao đây? Máy tính rồi điện thoại di động thì được sử dụng rộng rãi đúng không ạ? Vậy làm sao? Vì thế mà tame để quản lý cái kế hoạch của bản thân mình thì rất nhiều người sử dụng thay thế cho sổ tay. Ý là mọi người sử dụng những cái Sorena là sử dụng máy tính hay điện thoại ấy, để thay thế cho sổ tay đúng không ạ? Ừ, rồi. Và Soredemo mặc dù vậy thì những cái người mà nói rằng muốn mua sổ tay bằng giấy lại gì nhỏ, lại thấy rất là nhiều. No dewa nai đau đầu cả, chẳng phải là như vậy hay sao? Bản thân tác giả nói là tôi thì tôi lại cho rằng là gì nhở, cũng có rất là nhiều người muốn mua gì nhở sổ tay bằng giấy, mặc dù là họ gì nhở, họ mặc dù là bây giờ có rất nhiều người sử dụng điện thoại và máy tính để thay vào đó đúng không? Vậy bà tác giả bảo tôi cũng thế. Anna Anoyona Atta và Aru Shoten no techo uriba dewa, ở một cửa hàng bán sổ tay gì đó. Chắc chắn không thể Anna là như thế kia, Anoyona như thế đó, Atta là đã có. Đây chúng ta sẽ ngữ pháp đó là, thực ra không phải ngữ pháp đâu. Aru nó sẽ gọi một danh từ, nó là thể hiện một cái là không cụ thể, nó là không xác định rõ ràng. Aru, Aru tokoro một nơi nọ, Aruhito một người nọ, Aruhi một ngày nọ. Vậy Arusote là một cửa hàng nọ nhá, ở một cái quầy bán techo sổ tay ở một cửa hàng nọ. Thì làm sao? Cứ từ khoảng cuối mùa hè là nó đã bắt đầu bán sổ tay cho gì? Năm sau, sử dụng cho năm sau rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tất cả các câu này có từ imai là chuki đây. Techo to yu to, nhắc đến sổ tay thì kuroi hiyoshi no simple na mono ga ookatta ga omise no ito ni kiite miru to saikin wa toku ni wakai jose muke no shouin ga nainani. Câu 20 nhé, chúng ta làm câu 20 trước ạ. Nào, từ bây giờ này đến bây giờ này, từ tiếp theo hay là đến tiếp trong chữ ikara wa, chữ imade wa đúng không? Nào, bây giờ mình sẽ có là imakara wa hay là imamade ạ. Chúng ta nhìn thấy ve tạ không? Nếu mà dùng cái ve tạ ấy thì chỉ có thể đó là gì thôi? Là cho đến bây giờ, nghĩa là trước đây ấy, trong quá khứ ấy. Từ trước tới nay đúng không ạ? Đó. Vậy đó chính là imamade wa đúng không ạ? Từ trước tới nay thì cứ nhắc đến sổ tay là nó có rất là nhiều gì nhở? Những cái loại rất là đơn giản mà nó có cái bìa màu đen ấy, chúng ta có hiyoshi là cái bìa nhé, trang bìa màu đen. Bây giờ đến câu 21 này. Đó. Thế sau đó thì tác giả bảo thế tuy nhiên, hễ mà tôi hỏi gì nhở nhân viên của cửa hàng thì sai kỳ quá thô cử nhị đấy, dạo gần đây à, chúng ta sẽ có từ tăng nhá, phuê là tăng, phuê tê xô này, phuê tê đự xô này, hay là phuê tê a đi xô, phuê tê a đự xô. Câu số 21 này, câu 21 là gì đây ạ? Chúng ta có thấy là theo như một câu chuyện người cửa hàng nó có nguồn không? Nếu mà có nguồn thông tin thì chắc chắn nó sẽ phải là ngữ pháp nghe nói rồi, phải không ạ? Ngữ pháp nghe nói ở đây chỉ có thể là động từ chia sang thể thường của với xô thôi. Các bạn thấy là phuê đự là một từ động từ, mà từ động từ thì chúng ta không sẽ không ghép với a đự nhá. Nếu mà vt adimas thì nó phải là tha động từ không, được chưa? Còn tự động từ sẽ là vt y đự nhá. Nên mình sẽ lại câu 3 và câu 4 rồi, chỉ còn lại động từ bảo mãn sự hay là động từ chia thể tự thôi. Đứng trước xô mà động từ bảo mãn sự là trông có vẻ sắp, còn nếu mà chia thể thường nó sẽ là nghe nói, bởi vì đứng trước chúng ta có nguồn thông tin. Đấy, từ tôi hỏi thông tin từ người của cửa hàng thì nghe nói người ta nói là dạo gần đây là những cái sản phẩm mà dành riêng cho các bạn trẻ đúng không? Đặc biệt cho các bạn gái trẻ ấy, thì đang tăng lên nhá. Vừa rồi mình sẽ có câu này là câu fue te ru so des rồi. Ok. Để tiếp theo này, Jose muke no techo wa izen kara utte ru ga. Izen là từ ngày xưa, từ trước đây nhá. Sổ tay dành riêng cho nữ giới từ trước đây cũng bán rồi. Thế nhưng mà năm nay thì shuri ga takusa aru yo desu, hình như là cái chủng loại nó có rất là nhiều loại luôn ấy. Nào, 22A và 22B. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có A và B nhé. P
pink など明るく綺麗な色のものや da này. Rồi tiếp theo là chúng ta có lại da tiếp này, đúng không ạ? À, nếu mà da thì phải là na độ rồi. Da thì phải là na độ các bạn nhé. Thế thì chúng ta sẽ có chỉ có đáp án là số 3 thôi đúng không? Đó, có rất nhiều loại ví dụ nhé. Thật tuệ bảo, ví dụ như là những cái loại mà có màu sắc rất là đẹp, sáng, ví dụ như màu hồng này, hay là nó có thiết kế rất là đẹp này, hay là có cái thai bự cái loại mà nó tori chukerare đự, đó là được đính kèm đúng không ạ? Nó gắn được cái bút yêu thích của mình đúng không ạ? Hay là gì nhỏ, là nó có đính kèm với cái dây ribbon, nó là cái dây nơ ấy, cái nơ, hay là cái băng đô. Đấy, băng đô là cái dây buộc để giữ cái sổ tay của mình. Nói chung là có rất là nhiều loại đúng không? Người ta đang ví dụ thôi. Cha na đổ. Được chưa? Nói chung là các bạn giới, các bạn gái trẻ thì rất là gì nhỉ? Yêu thích đúng không ạ? Đấy, rồi. Câu số 23 nè. Câu 23 là gì đây nhỉ? Tôi thì tôi cũng làm sao? Hay sử dụng sổ tay trong công việc. Vì thế nên làm sao? Ý là mình có thể gì nhỏ thỏa sức lựa chọn đúng không? Đấy, nếu mà như thế thì tôi thỏa sức lựa chọn, tôi thấy vui lắm. Có nhiều loại mà. Tuy nhiên, uribate erabu toshitemiru mitemo, chúng ta có ngữ pháp video tổ sư được là ý định làm gì đúng không? Hễ mà gì nhỏ, có nghĩa là mặc dù tôi muốn gì nhỏ, mỗi lần tôi định chọn ở cửa hàng thì tôi thấy nó có quá là nhiều gì sản phẩm, nó bởi vì quá là nhiều nên hoa mắt, thì giống như kiểu tiếng Việt của mình, ôi đi mua hàng mua quần áo hoa hết cả mắt, nhiều hàng quá, nhiều loại quá, không biết chọn loại nào đúng không? Vậy đó là gì? Bởi vì có nhiều sản phẩm quá nên tôi không chọn ngay được, không quyết định ngay được, nên câu 1 và câu 2 sẽ loại luôn. Hay là sugu ni kimerare nakatta, hay là sugu ni kimerare nai ra đồ, chúng ta có dùng phán đoán ở đây không? Câu này chúng ta có vùng phán đoán không ạ? Sugu ni kimerare, kimerare nakatta. Đúng rồi. Đó, tôi đã không thể nào quyết định ngay lập tức được. Bởi vì nó quá là nhiều mặt hàng, đúng không? Dono yona tetsu wa hoshii ka kankaete kara, uribae mukau tố mự. Và tôi gì nhở? Tôi có ý định là, nói chung là mỗi lần mà tôi phải nghĩ là mình muốn cái loại sổ tay như thế nào rồi tôi mới đi hướng đến cửa hàng, được chưa?